Dạ, kính thưa quý vị khán giả, Quang Lâm được hân hạnh tiếp chuyện anh Duy Vũ, là một ca sĩ từ bên US mới vừa đến hôm nay để phục vụ cho quý khán giả trong chương trình Vì Hạnh Phúc Tuổi Thơ. Chào em có khỏe không ạ? Dạ, em cảm ơn anh, em rất khỏe. Dạ. À, anh được biết là em từ bên Mỹ mới vừa tới, thì em có thể nói sơ qua cái cuộc chuyến du lịch của ngày hôm nay như thế nào ạ? Dạ, thưa anh, và trước hết cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. À, thưa anh, là em đi qua đây lái xe qua cũng 6 tiếng đồng hồ. Dạ. Yeah. Lái xe tức là em bắt đầu từ sáng sớm à? Dạ, sáng sớm em đi. Dạ. Yeah. Em nhân viên nào mà em biết được chương trình ngày hôm nay ạ? Dạ, thưa anh, là cái em biết được chương trình này là qua anh Cường Liberty với lại bà xã của anh Cường. Thì em rất là mến mộ những anh trong ban nhạc Liberty, đặc biệt là anh Cường. Hồi xưa em hát á, thì lúc đó em rất là yếu nhịp, vẫn còn yếu nhịp lắm. Cho nên là được anh Cường nhiều khi đến Liberty đến trình diễn ở bên US, bên Michigan á. Thì có một năm được gặp mấy anh mấy lần, thì em có tham gia những cái chương trình đó. Thì thường thường là mình lấy tông với ban nhạc á, thì hát một hai câu là xong một cái bài. Còn đối với em, thường thường em hay tới sớm đó, để chờ mấy anh này tập. Rồi anh Cường cũng giúp cho em tập hết một cái bài đó. Yeah. Như vậy để kêu Liberty thương cho em tập hết những bài. Yeah. Thì từ đó bao năm tháng nó có em mến mộ. Yeah. Đó, cho nên là khi mà chị Lan với lại anh Cường kêu em thì giúp một bàn tay thì em tới em giúp. Chương trình, các chương trình mà em tham gia thì cũng giống như chương trình này. Có một con tim rất là lớn để giúp cho đồng bào của chúng ta, những người kém may mắn. Thì em thấy là các tổ chức thì cũng giống nhau, nhưng mà đối với em thì em thấy là chương trình riêng, đặc biệt chương trình này thì thấy có một sự rất là chuẩn bị rất là kỹ càng đó, từ đơn vị riêng em chỉ nói về phần ca sĩ thôi, thì thấy là có một cái liên lạc rất là kiểu là thông suốt, rất là cặn kẽ đó, cho những cái bài hát rồi lo cho chúng em đó. Tình đời hay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không. Chương trình này hôm nay thì không hiểu sao mà em hát toàn những bài buồn không à? Chẳng hạn như bài Không của Nguyễn Ánh Chín. Tôi đưa em sang sông, một bài romantic là Besame Mucho, hãy hôn em thật nhiều. Có một bài nữa là bài Ngày Em Đi, yeah, của Lan Phương. Yeah. Mà mình biết cái sứ mệnh của mình tới đây để mình giúp một cái bàn tay như vậy, thì nó có một cái năng lượng nào đó, thì em nghĩ là sẽ trợ giúp cho em để hoàn thành những cái bài hát đó. Không, tôi không còn yêu em nữa. Không. Em thì
không biết là không có so sánh như là cái tâm thì mong thì hướng thiện thôi, nhưng mà cũng mong là được góp bàn tay nhỏ bé của mình đến những cái chương trình từ thiện. Và để lời nhắn nhủ cho các bạn trẻ thì thay vì mình đợi các anh chị reaching out để mời gọi mình, thì khi mình biết những cái chương trình như vậy thì mình reaching out đến để tham gia, để mình đóng góp một cái gì đó.